Quý anh chị tuổi Ất Sửu kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh hại trung kim, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu sẽ trải qua một tháng có nhiều biến động, hung cắt ẩn tàng. Nhưng nếu như quý anh chị nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Ất Sửu cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu nhé. Người sinh năm 1985 Ất Sửu, mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người mệnh kim, sinh năm 1985 là những người bộc trực, ngay thẳng, thật thà, chịu khó, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm cao. Họ ít nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, thường phải tự thân xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Người sinh năm 1985 là những người thông minh, chính trực. Tuy nhiên do bản tính khá cẩn trọng nên họ thường để lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ còn cứng đầu, bảo thủ, không nhận lời khuyên từ người khác nên hay nhận lại nhiều thua lỗ nữa. Nữ Ất Sửu là những người nhanh nhạy, lanh lợi, họ dễ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ có bản tính thanh cao, dễ hội nhập, đặc biệt với những người yếu vế hơn mình, họ không thích những người hơn mình. Người tuổi Ất Sửu 1985 thuộc mệnh hải trung kim, họ là những người nhiệt huyết, tính cách vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, cuộc sống của họ khá bận rộn với nhiều công việc. Họ là người có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp nên không mấy xa lạ khi họ được lòng yêu mến và sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Thời tiền vận họ được sống đầy đủ sung sướng, thời trung vận mọi việc trong cuộc sống đều yên ổn, từ đường sự nghiệp đến gia đạo đều không có nhiều mối lo. Về hậu vận, họ được hưởng phúc lộc, an nhàn, sung sướng. Người tuổi Ất Sửu có thể gặp phải tai nạn bất ngờ vài lần ngoài ý muốn trong vận mệnh của mình. Tuy nhiên, những tai nạn này không đều quá nghiêm trọng, cần phải cẩn trọng trong giao du với những người khác giới. Nữ giới Ất Sửu không nên làm bạn với đàn ông đã có gia đình và ngược lại, nam giới tuổi Ất Sửu cũng nên hạn chế tiếp xúc với phụ nữ đã lập gia đình. Điều này giúp họ tránh xa các rắc rối trở thành người thứ ba trong đường tình duyên. Nếu bạn đã lập gia đình thì nên kết thúc hoặc giải quyết cho dứt khoát những mối nhân duyên bên lề, tránh việc kéo dài các mối quan hệ bên ngoài khi đã kết hôn, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau phải biết nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau thì mới lâu bền. Người tuổi Ất Sửu thường kiếm tiền giỏi, tuy nhiên họ không giỏi trong việc giữ tiền, họ không có chính sách hay kế hoạch chi tiêu cụ thể nên rất khó tiết kiệm, chắt chiu được tiền. Vì thế, lời khuyên cho tuổi này là chỉ nên dùng tiền vào những việc cần thiết, chỉ mua sắm những thứ thực sự cần và có giá trị sử dụng để giữ được tiền. Nữ Ất Sửu và nam Ất Sửu có cùng mệnh, về cuộc đời thì nữ giới Ất Sửu khá tốt đẹp, bắt đầu từ thời hậu vận, họ được hưởng sự an nhàn, phúc lộc và sung sướng trong thời hậu vận. Tuy nhiên, vào thời tiền vận và trung vận của quý, cô gặp khá nhiều vất vả, khó khăn, thời trung vận thường công việc sự nghiệp không như mong đợi, hao tâm tổn trí nhiều. Người nữ Ất Sửu có đường gia đạo thời tiền vận không được bình ổn cho lắm, đến thời trung vận lại có thêm âu lo về gia đạo, mãi đến hậu vận gia đạo mới được yên ổn, được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sự nghiệp, công danh phần lớn chỉ đạt ở ngưỡng trung bình, nhưng nếu nỗ lực hết sức quyết tâm cao độ thì vẫn gặt hái được thành công vang dội, còn nếu chấp nhận với những gì đang có thì chỉ đạt ở mức trung bình. Vào tuổi 37 trở đi thì sự nghiệp sẽ dần dần đi vào ổn định, sang đến tuổi 43 thì họ gặp nhiều cơ hội tốt để kiến tạo sự nghiệp, để phát triển sự nghiệp. Về đường tiền tài, người tuổi Ất Sửu tuy không phải người giàu nứt vách,
nhưng họ cũng không phải dạng người túng thiếu. Của cải thường đủ ăn, đủ mặc, có của để dành, vấn đề tiền bạc không giàu có nhưng vẫn sẽ có dư giả. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thuộc mạng kim, họ có cuộc đời mang nhiều sự thăng trầm, lúc vui lúc buồn. Tâm trạng ít khi được thanh thản, hoàn cảnh cuộc đời đã gây ra nhiều đau thương và làm hao tổn tâm lực của họ. Đối với họ, dù có giàu có đến đâu cũng không làm họ thấy vui và thỏa mãn về tinh thần. Điều họ cần là sự thanh thản trong tâm trí, đời sống tinh thần ít khi được vui vẻ dài lâu, thường chất chứa nhiều âu sầu. Nói chung, cuộc đời của họ gặp nhiều sóng gió, hiếm khi được bình yên. Ất Sửu sẽ có cuộc sống tình cảm, hạnh phúc trọn vẹn nếu sinh vào đúng tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Đường tình duyên của họ cũng phụ thuộc vào ngày, giờ, tháng sinh. Nếu ngày sinh vào các tháng khác những tháng trên, thì cuộc sống hôn nhân rất bị gặp cảnh đứt gánh giữa đường. Gia đạo của những người Ất Sửu thường hiếm khi được êm đềm, nhiều phiền phức vây quanh, những sự kiện, sự kiên nhẫn của họ nên rồi mọi chuyện gia đình cũng sẽ được bình yên và hạnh phúc. Và sau đây là vận trình tổng quan trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng 6 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với tuổi Ất Sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi tháng 6 tuổi Ất Sửu âm lịch dự báo, con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Ất Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn cả, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Chi tiết phương diện cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Ất Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ trong tháng, nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội để phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi tay của mình. Tuổi Ất Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này Ất Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô áy náy. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần nên kế hoạch công việc rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Về mặt tài lộc, bước sang tháng 6 âm, phương diện tài lộc của Ất Sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên,
Nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này Nguyệt lệnh Lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần. Chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao khiến bạn dù kiếm được tiền đấy, nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng. Để tránh các xung đột về tài chính không đáng có, dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 6 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Ất Sửu có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuần này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian để sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự áp lực, bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm đến bạn đời của mình, đồng thời cần phải có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Về mặt sức khỏe, tin mừng là sức khỏe của tuổi Ất Sửu không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần là vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm suy, báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cẩn thận, kẻo gặp phải sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần của Ất Sửu có chuyển biến tích cực, chỉ số hung vận và cát vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi Ất Sửu cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh. Sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Ất Sửu được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi sẽ qua. Điều mà Ất Sửu cần tập trung nhất trong tuần này, đó là tiết kiệm, không hoang phí và phát triển, nhưng thói quen tốt để có thể tự tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bạn nên hình thành thói quen tốt này và bạn sẽ đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Vận trình tình duyên của Ất Sửu đã khởi sắc hơn, nếu thầm thương ai đó, bạn cũng nhận được tín hiệu từ người ấy, tuy nhiên vẫn phải tiếp cận một cách từ tốn bạn nhé. Ất Sửu đã có đôi có cặp, không nên vội vàng tin lời đồn của người khác, bạn hãy bình tĩnh, biết lắng nghe một nửa của mình hơn, đừng để người ấy cảm thấy thất vọng vì cách hành xử bồng bột của bạn. Phương diện sức khỏe của Ất Sửu giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh. Bước sang tiết trời hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa vượng, dễ khiến cho bản mệnh bị nội nhiệt, nóng trong, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Cẩm nang vượng, vận. Quý nhân, Tỵ, Dậu. Tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, 67, 98, 22.
Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem bói tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ất Sửu đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ. Tuy có chút vấp váp, nhưng nó như muối bỏ biển, bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực của bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi Ất Sửu có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Tìm việc làm vẫn là điều khó, nhưng bạn đừng quên tương tác, học hỏi, không ngừng. Việc nắm vững kiến thức sẽ giúp bạn cảm thấy bản thân ngày càng vững chắc, tự tin hơn khi phỏng vấn. Trong tuần có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh ẩu đoảng. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc của Ất Sửu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn, bạn vẫn kiểm soát tình hình rất tốt, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều, tinh thần bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ cũng không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Ý, tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 08, 17, 32. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 6 âm lịch. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Ất Sửu có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo của thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp. Nhắc nhở những chú trâu, chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Ất Sửu vốn thẳng tính có gì nói nấy, không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến không ít người khó chịu và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết, thay đổi một chút tránh chuyện thị phi. Những ngày đầu tuần của bản mệnh không được may mắn, giữa tuần tình hình có khá hơn nhưng không đáng kể. Ảnh hưởng của thiên quan nên bản mệnh có phần mỏi mệt, gặp vấn đề về sức khỏe, công việc quá nhiều, có thể khiến bạn căng thẳng và kéo theo một cơ thể mệt mỏi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ở ngoài những dự tính của bạn, khiến cho bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Sức khỏe của Ất Sửu giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da rẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ý, Tỵ, tiểu nhân Tuất Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 76, 22, 90. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Sửu sẽ đón một tuần khá bình yên, không quá nhiều sóng gió, mọi thứ diễn ra đều đều, nằm trong tầm tay của bạn. Có điều đôi lúc bản mệnh cố chấp, xử lý tình huống thiếu nhịp nhàng, thiếu cẩn trọng nên vẫn phạm lỗi nhỏ. Dù sao đã làm sẽ có sai sót, không sai sót trừ khi mình không dám làm, dám làm dám chịu, đó là cá tính mà ai cũng phải nể phục ở bạn. Tuần này Thiên Đức Cát Tinh vẫn trợ giúp đắc lực cho phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Sửu, sự nóng nảy cáu bẳn trong bạn được tiết chế rất nhiều, những suy nghĩ tiêu cực cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những điều lạc quan thú vị, bởi thế bạn chủ động trong các mối quan hệ xã giao, làm gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, không lo đơn độc một mình. Tỷ Thiên là yếu tố có sự biến hóa đa dạng, vừa tới để có thể chọn lựa cho bản mệnh, vừa tiềm ẩn hung tính, nhắc nhở Sửu phải cẩn trọng với chính mình và những người xung quanh. Sở dĩ nói như vậy là mong muốn bạn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn, đừng chạy theo những ảo tưởng tình cảm để rồi vỡ mộng. Tình yêu không thể gượng ép càng khó thành, vì thế hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, tới lúc cần buông rồi thì hãy buông, níu kéo làm chi cho thêm khổ. Thời điểm giữa tuần là thời điểm không tốt nhất, bạn phải để ý cả phương diện mối quan hệ lẫn tình cảm, nhất là khi xuất hiện kiếp tài, thay vì suy nghĩ tiêu cực với những gì đã xảy ra, bạn nhớ tỉnh táo, đánh giá lại tình hình đã nhé.
Nhờ có sao tử vi trợ lực nên bạn có cảm hứng để trau dồi nhiều kỹ năng mới cũng như học hỏi về hành trang khởi nghiệp. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội để bạn đáp ứng những tham vọng phát triển sự nghiệp của bản thân. Sức khỏe của Ất Sửu trong tuần khá tốt, đó là nhờ cách ăn uống khoa học và việc chăm chỉ tập luyện thể thao. Tuy nhiên sang tiết trời hạ, nắng nóng khiến cơ thể sẽ bị suy nhược, mệt mỏi, bạn cần bổ sung nhiều nước hơn, hạn chế vận động mạnh và tránh ra ngoài trời nắng vào thời điểm nắng gắt. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân Dần, Thân, màu sắc may mắn, vàng kim trắng, con số phát tài 69, 34, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, thay vì tham lam những thứ không thuộc về mình, tốt hơn hết là hãy tỉnh táo giữa một cuộc sống đơn giản, không tham lam, kiềm chế chính mình là sự khôn ngoan lớn nhất của một con người. 1. Sống ở đời đừng nên tham lợi kiếm rẻ, người tham lợi nhỏ sẽ dốc hết tâm trí, bất kể đó là lợi ích nhỏ hay là tài sản chính. Khi mua rau họ cân nhắc từng gam, cãi nhau chỉ để người bán cho thêm một chút. Khi đi ăn cùng người thân, bạn bè, họ không bao giờ chịu trả tiền. Khi thấy ai đó rơi tiền trên đường, họ nhanh chóng cất vào túi của mình. Những người như vậy tự cho mình đã được lợi và tự mãn. Nhưng họ không hề biết rằng họ đã vì cái tham, cái nhỏ mà mất cái lớn. Thời gian luôn công bằng những lợi ích mà họ tham lấy sẽ phải trả gấp đôi trong tương lai. Thái Căn Đàm từng giảng, đừng cầu phước vi phận, đừng ham lợi bất nghĩa, cần phải giữ tâm thanh bạch, không được có tâm tham lam. Mọi tính toán chỉ là tự răng bẫy cho chính mình, người luôn muốn lợi dụng sẽ đánh mất lòng tin của người khác, đánh mất nhân phẩm và cốt cách của chính mình. 2. Sống ở đời đừng tham danh vọng, có câu tục ngữ dân gian thế này. Người đàn ông cao quý ở sự can đảm, danh tiếng vô nghĩa nào có giá trị gì, thế giới có hàng ngàn người, nhưng hầu hết chỉ là hư danh. Khi còn trẻ ta luôn bon chen, tranh giành danh vọng, tranh ánh hào quang, trải qua thất bại mới biết rằng, không tranh đấu, không cần mưu cầu danh, mới là cao quý. Người có phẩm chất tốt là người không quan tâm đến danh lợi, trong khi những người tham muốn giành danh vọng lại bị áp lực và thậm chí tổn thương từ nó. Danh tiếng tốt không bao giờ đạt được bằng cách phô trương, nó cần thời gian để đúc kết và khảo nghiệm. Những gì của bạn cũng sẽ tự nhiên thuộc về bạn, tựa như dòng nước thiện lành, âm thầm nuôi sống vạn vật trên đời mà không hề tranh giành với ai. 3. Là người chớ cầu an phận, Ronaldo từng nói, sự lười biếng thật là kỳ lạ, nó khiến cho bạn tin rằng đó là sự thoải mái, là sự nghỉ ngơi, là sự may mắn. Nhưng thực tế, nó mang đến cho bạn sự buồn chán, mệt mỏi, chán nản. Nó cướp đi hy vọng về tương lai, cắt đứt tình bạn giữa bạn và người khác, làm tâm hồn bạn ngày càng hẹp hòi, ngày càng nghi ngờ về cuộc sống. Đừng để lòng tham an phận tạm thời phá hủy cả cuộc đời phong thủy của bạn. Có những cô gái xuất thân giàu có nhưng vẫn miệt mài ở văn phòng đến rạng sáng, còn những thanh thiếu niên sau khi trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, hàng đêm vẫn chơi game trong ký túc xá. Có những nhân viên văn phòng sống trong tòa nhà sang trọng vẫn đấu tranh giành thành tích. Cũng có những người trẻ luôn sống dựa vào sự hỗ trợ từ cha mẹ. Khổ trước sướng sau, người càng xuất chúng càng biết cách bứt phá khỏi lối suy nghĩ cố hữu và đón nhận những thử thách mới. Đừng nên sống quá thoải mái khi đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.